chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào chuông nha để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Anh bây giờ anh đang test một cái đơn hàng khá là đặc biệt, mã hàng của nó sẽ là 2027/3, 2027/3, một chiếc xe điều khiển từ xa. Sau khi anh Phi test xong thì anh Phi sẽ gói quà cho khách để một hồi khách ghé lấy ha. Khách gọi điện thoại dặn là mã nào, rồi test xong rồi gói quà luôn ha. Chiếc xe màu đỏ này thì chúng ta sẽ phán đoán là của một bạn nam, do đó anh Phi sẽ làm và anh Phi sẽ gói màu xanh dương hoặc là xanh lá hoặc là màu vàng ha. Hoặc là màu đỏ cũng được. Các bạn nam thì rất là dễ rồi các bạn ha. Anh Phi dời góc máy chút xíu cho nó cận hơn nha. Chiếc xe này màu đỏ rất là đẹp nha. Và xe này sẽ sử dụng một cái bộ pin sạc. Pin trong tay điều khiển thì thường lúc nào cũng là pin thường nha các bạn nhé. Ít khi xài pin sạc lắm. Tại vì thời gian sạc thường sẽ lâu, cho nên là khi hết pin mà chúng ta chờ sạc để chúng ta chơi thì lâu. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng pin thường. Và trong khoảng thời gian từ 1 tuần cho tới 2 tuần mà chúng ta không chơi thì nên lấy viên pin này ra nha. Anh Huy sau khi lắp pin xong, anh Huy sẽ thử các nút chức năng để xem đèn sáng không. Đèn sáng thì anh Huy lắp pin đúng. Và bây giờ thì anh Huy sẽ gỡ hai cái nút gọi là cái cố định xe ra ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở cái hộp pin nó ra. Thường thì nó sẽ được định vị bởi những cái con ốc như thế này nè các bạn. Sau khi chúng ta mở ốc ra, chúng ta bấm cái ngàm ở đây chúng ta sẽ lấy ra được. Và ở đây nó sẽ sử dụng một bộ pin sạc ha. Bộ pin sạc này có cái tổng cái volt là cộng lại là 4.8 và cái dung lượng của nó sẽ là 700 mAh. Anh Phi đọc 700 mAh để làm gì? 700 mAh là cái dung lượng, nó giống như một lít nước nha các bạn ha. Chúng ta đọc để chúng ta biết cái dung lượng và chúng ta biết cái thời gian sạc. Thường với một cái bộ sạc thông thường thì một tiếng đồng hồ nó sẽ đổ vô được 250 mAh. Đây 250 mAh. Và trong vòng 2 tiếng thì được 500 mAh. Vậy thì 700 mAh chúng ta sẽ phải sạc khoảng 3 tiếng nó mới đầy. Cái bộ pin này thì tại Abon hiện nay cũng có bán cho các bạn với 35.000 một bộ thôi. Nhưng nếu các bạn chơi hư cái này mà không mua pin lại, không mua pin sạc lại thì các bạn xài pin này cũng được. Pin này nó rất là tiện dụng, nó gọi là pin sạc rời ha các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cắm vào để sạc. Và chúng ta phải bật qua công tắc off. On để chơi, off để sạc. Và chúng ta cắm cái này vào ổ điện. Và anh Huy khuyến cáo rằng nếu các bạn là trẻ nhỏ, các bạn không nên thao tác điều này. Tại vì khi các bạn thao tác điều này, nó sẽ nguy hiểm ha. Pin, sạc, điện thì lúc nào cũng nguy hiểm hết các bạn ha. Điện 220 này rất là nguy hiểm. Các bạn khi cắm lên thì nó sẽ sáng đèn như thế này ha. Sáng đèn đỏ lên như thế này. Và ở đây nó sẽ sạc. Từ khoảng 2 tới 3 tiếng nó sẽ đầy ha. Rồi khi các bạn mở on lên là để chơi, off là để sạc. Các bạn on mà các bạn sạc nó không sạc đâu nha, các bạn off nó mới sạc nhé. Rồi sau khi sạc xong thì chúng ta rút ra ha. Rồi mở on lên để chơi mà thôi. Khi chơi thì chúng ta sẽ nè, công tắc nè ha. Sau khi nè chúng ta đẩy nè, đây chúng ta đẩy tới là sáng đèn nè, thấy không? Lùi nó không có đèn. Có đèn luôn, chiếc xe này lùi có đèn nha các bạn. Đây anh Phi sẽ cập nhật cho các bạn, chiếc xe này lùi có đèn nha. Đèn đuôi sáng nè, lùi có đèn nè, tới cũng có đèn luôn. À, chiếc này đã nha. Rồi anh Huy sẽ bấm qua trái, qua phải, trái, phải ha, là nó quẹo nè. Cái nút này gọi là nút trimming lái. Khi các bạn chạy tới mà nó tự quẹ trái và quẹ phải đó là nó chỉnh đó. Chẳng hạn như tự rẽ trái thì các bạn kéo về bên phải, R nè. Cái tự rẽ phải thì kéo về bên trái chút xíu. Các bạn chỉnh sao cho cái bánh này nó thẳng, hay nó sẽ chạy thẳng được ha. Và khi các bạn chơi một thời gian, có khả năng khi các bạn đụng mạnh quá nó văng ra ngoài, nó rớt thì lụm lại, gắn lại ha. Rồi trái nè, phải nè. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ thử cho các bạn xem nè. Cái này chạy tới ha, được chưa? Chạy lùi, được chưa? Đó, rẽ trái, rẽ phải, không? Rồi, test tới đây là ổn rồi đó các bạn ha. Nè, tới, sáng đèn, lùi, sáng đèn, rẽ trái, rẽ phải ha. Sau khi hết pin thì chúng ta off, nghỉ và cắm vào ở đây. Nó có ổ sạc, cắm vào sạc nha các bạn nhé. Rồi, tới đây là xong rồi đó. Bây giờ thì anh Huy sẽ đóng cái xe này lại, và đóng xe này lại để anh Phi gói quà nhé. Và bây giờ anh Phi đóng xe lại trước cái đặt, và tới khâu gói quà thì anh Phi sẽ tiếp tục ghi hình. Rồi anh Phi đóng xe này lại đây các bạn, xong ha. Và anh Phi sẽ cho cục sạc vô trong đây luôn nhé, cục sạc cho vào đây. Đấy. Và nếu các bạn có bị gì vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể liên lạc với Abo qua hai số điện thoại và Zalo 0907902742 hoặc là 0907909342 ha. Và anh Huy sẽ chọn
giấy gói quà màu đỏ ha, cho Hoàng Nghi cái này để anh Phi gửi hình, gửi báo giá, gửi phí vận chuyển cho các bạn ha. Hoặc là các bạn nếu tin tưởng thì các bạn Zalo cho anh Phi, anh Phi gửi hình cho các bạn. Các bạn thử hàng xong rồi một chút xíu em ghé em lấy gói quà cho em màu gì đó, gói quà cho chị màu gì đó, gói quà cho anh màu gì đó để họ anh đi sinh nhật, là anh Phi sẽ test và làm như thế này nha các bạn nhé. Đó là điều mà Abo đang làm được, và nếu các bạn tin tưởng được cái việc Abo đang làm đấy, thì Abo sẽ làm hết sức của mình để phục vụ các bạn ha. Tuy Abo gói quà không đẹp, không có đẹp nhất nhưng mà gọn gàng nhất ha. Đấy rồi, đây anh Phi đang vô cái giai đoạn cuối cùng. Đó, rồi còn một cái nơ nữa nha, chúng ta sẽ còn một cái nơ nữa chúng ta cột nhìn cho nó chỉnh chu ha, cho nó đẹp. Rồi gói quà thì nó không khó, chỉ có gói quà đẹp nó mới khó thôi, còn gói quà cơ bản thì không khó. Đấy, có cái hộp vuông vức như vậy thì cứ giấy gói quà mà chúng ta đo hai đầu rồi chúng ta để vô chúng ta gói mà thôi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cột thêm một cái nơ, rồi chúng ta sẵn sàng để giao cho khách rồi nhé. Và xe này nhắc lại là nó sử dụng pin sạc rồi cho nên rất là tiện dụng nha, rất là tiện dụng. Và số điện thoại và Zalo của Abo thì anh Phi sẽ để lại ở cuối cái clip này, 20 giây cuối là số điện thoại và Zalo, các bạn có gì thì cứ liên lạc để Abo chuẩn bị nha, hình ảnh sản phẩm rồi báo giá vận chuyển, nếu các bạn ghé ngang được lấy thì tốt, còn nếu không thì Abo sẽ chuẩn bị sẵn cho bạn, bạn chỉ cần ghé lấy và không phải chờ đợi gì hết đó, thấy không. Đó, rồi xong, bỏ bịch nữa là xong ha các bạn ha. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác của cửa hàng Abo nha.